Xin chào các bạn, đây là hai bé rái cá con, một bé và một bé rái cá lớn là Long Mượt đang chăm sóc cho hai em của nó. Thường trong một cái gia đình nó có một khoảng 15 cá thể, và những con lớn có trách nhiệm giúp đỡ nuôi lớn các con con. Rồi con rái cá cha với rái cá mẹ khi mà nó còn sống thì tất cả các loại rái cá, tất cả các con rái cá thuộc trong gia đình sẽ luôn giúp đỡ lẫn nhau, không bao giờ sống riêng biệt. Rái cá là loài vật sống rất là tình cảm, được mệnh danh là loài vật có tình cảm anh em nhất trong tự nhiên, nên tôi khuyên các bạn hãy bảo vệ cho loài vật này phát triển, đừng để nó bị tuyệt chủng nha. Ok không? Bye.